cao tốc xuyên núi xuyên biển. Đoạn này 3 phút đúng không? Xem xong bóng Móng Cái 10 giờ về mà chú ba. 10 giờ xem rồi mẹ giờ về á? Đâu? 8 giờ đá, 10 giờ xong thì về. 8 giờ đá rồi á? Vâng. Chung kết đi. Tôi tưởng vẫn 10 giờ. Đâu? 8 giờ.